Hello, bye bye nha. Hôm nay thì mình đi tour nữa các bạn. Tức là mới vừa đi tour với cái chiếc MT10 này. Hôm nay mình sẽ đi tour với lại chiếc ẹt ha. MT10 các bạn, mình mới vừa gắn luôn cái màn hình chi ghe nè. Nó sẽ có cam trước và cam sau ha. Nhưng mà hôm nay mình không có test thử cái này, để dành tour sau ha các bạn. Tour sau mình sẽ đi MT10 và test cái màn hình chi ghe này cho các bạn xem nha. Thấy cũng rất là hay á, nhưng mà không thú vị bằng em này. Bây giờ là 8:40 ha các bạn, và mình sẽ xuất phát đi Huế. Đây, tiệm của mình đã đóng cửa mất rồi. Tiệm của mình thì mở tầm khoảng từ 8 giờ sáng cho tới 18 giờ chiều. Bây giờ là 8:50 ha các bạn. Nếu như mà các bạn được lựa chọn và có một cái chiếc xe phân khối lớn thì mình nghĩ là chắc là các bạn sẽ chọn đi xe phân khối lớn, chứ không ai là chọn đi xe nhỏ giống mình, đúng không? Nhưng mà đôi khi có những cái mà các bạn đang có rất là quý giá, và các bạn lại không có nghĩ tới là cái chiếc xe của mình là nó đang rất ok, mà các bạn sẽ thấy những cái bạn khác đi xe phân khối lớn, đi những chiếc xe mà nó mắc tiền như vậy thì nó rất là ngầu, rất là ok. Nhưng mà không có phải các bạn. Chiếc xe mà đưa mình đi tới nơi về tới chốn và đồng hành mình trong cái cuộc sống đó, là mới thật sự là một cái chiếc xe rất gọi là quý giá. Mình đó thì hiện tại mình đang có chiếc MT10 SP nè, rồi chiếc ẹt 155 này, rồi chiếc Sa Chia mới nha, rồi chiếc Yamaha BG1. Xe ô tô thì mình có chiếc bán tải Raptor. Nói chung thì mình có rất là nhiều cái sự lựa chọn và trải nghiệm khác nhau tại cái thời điểm này, nhưng mà mình vẫn quyết định lựa chiếc ẹt 155 này. Bởi vì đây là một cái chiếc xe nó đã cùng mình trải qua rất là nhiều cái tour, chuyến hành trình khác nhau trên nhiều cung đường, thậm chí là đã đi xuyên Việt cùng với nhau, cả đi cả về, thành công mà không chỉ một lần mà tới 2 lần lần các bạn. Và quan trọng nhất là cái lần mới vừa rồi thì xe này nó đã làm máy 65 cộng 4, đã đi và về trọn vẹn chuyến tour. Và đặc biệt nhất là 2 ngày cuối cùng các bạn chạy gần 2.300 mấy chục cây á, mỗi một ngày là hơn 1.100 mấy cây, nhưng mà em nó đã đưa mình đi đến nơi về đến chốn an toàn, cũng có một chút gì đó tâm linh chứ các bạn. Nhưng mà nói chung thì mình vẫn thích chạy ẹt. Nếu mà nói về ẹt này với lại Winner á, thì Winner nếu mà làm máy độ máy á thì mình vẫn khoái cái tiếng máy Winner. Nhưng mà rất tiếc là thời điểm này thì mình không có em Winner nào để làm hết, đành làm tạm chiếc ẹt 155 này thôi. Ta lửa mặt mới cho hỏi nồng độ cồn của các bạn, chứ không phải là ai cũng vô hỏi đâu nha. Đi xe độ thì ngừng lại ngay chốt thì cũng hơi rén rén, tại dù sao cũng vi phạm phương tiện giao thông mà.
mình đang đi xuyên qua Dĩ An, Bình Dương ha các bạn, để ra được đường Tân Vạn rồi mới ra được cầu Đồng Nai. Mỗi một chiếc xe đó với mình đó đều có một cái kỷ niệm, mà không phải kỷ niệm mà mình đi chung với nó đâu các bạn, kỷ niệm mà lúc mà mình mua nó đó. Ví dụ như là chiếc xe này thì lúc đó là hai vợ chồng mình cùng đi mua, xong rồi vợ mình chạy về. Tính ra thì từ cái thời điểm mà mua xe này tới bây giờ thì cũng gần 4 năm rồi. Lúc đó là S155 mới vừa ra, đi kiếm đại lý này đại lý nọ tùm lum chỗ hết mới có chỗ bán. Mua cũng coi như là sớm nhất ở Sài Gòn một cái thời điểm đó, thì tất nhiên là cái giá mà mua sớm thì lúc nào nó cũng phải cao rồi. Nhớ nhất là cái chiếc Winner. Chiếc Winner là đi chung với bạn Dĩ Phiên cũng ở Củ Chi luôn. Bữa đó là hai anh em mới dò ra được cái chỗ mua xe ở dưới Bến Tre. Đi từ ở Củ Chi xuống dưới Bến Tre mà đi được nửa đường xuống tới Long An rồi mới quên đem theo giấy tờ gì đó. Mình lâu quá mình không có nhớ. Xong rồi phải vòng ngược trở về Củ Chi lấy giấy tờ rồi vòng ngược trở lại. Một cái hành trình mà đi mua xe hơi bị gian nan luôn. Xong rồi xe đâu có bản số đâu, chạy từ ở dưới Bến Tre chạy về tới Củ Chi. Trời ơi, cái đoạn đường nó dài mà sợ công an bắt hết biết luôn các bạn. Lúc đó mình nhớ cái chiếc Winner là mình nhớ rất là kỹ, bởi vì nó có cái câu chuyện đó. Mình mua thời điểm đó là 60 triệu. Còn cái chiếc này như cũng mua năm mấy á, năm 16, năm 7 gì đó. Winner lúc đó mua 60 triệu ra giấy tờ. Nhắc tới chiếc Winner thì thấy rất là tội nghiệp em nó. Bởi vì cái thời gian mà mình sử dụng nó thì cũng không có được lâu, và mình cũng đi với nó những cái chuyến tour rất là ý nghĩa. Winner á, mình đi được đâu vài tour, chạy tầm khoảng cỡ 8.000 cây, xong rồi cất ở phía sau nhà cất mấy năm trời. Xe còn mới tinh. Xong rồi cái thời điểm đó mình mới thời điểm vừa rồi, năm rồi đây, thì mình mới lấy em nó ra để độ máy lên 65 dân viên. Thì cũng mong muốn là có một chiếc xe để đi giống như chiếc S155 vậy nè. Mình được đi chơi bằng xe nhỏ, nhưng mà cái xe nó vẫn mạnh mẽ, đi đường dài độ ok cho nó bền. Và lúc mà mình cần chạy nhanh thì chạy nhanh được. Ai, nhưng không ngờ thì biến cố đã xảy ra với em nó. Mình đã từng nói hứa là mình không có nhắc tới cái câu chuyện này cũng như cái người mà để gây ra cái câu chuyện, cho nên là mình chỉ kể về chiếc xe của mình thôi. Còn nếu như mà những bạn mà mới vô coi clip mình đó mà không biết gì về cái quá khứ của em nó thì thôi, mình cũng không có chia sẻ sâu về cái câu chuyện. Nhưng mà rất là nhớ cái chiếc xe đó. Nếu như mà thật sự bây giờ mà còn được chiếc Winner á, thì mình sẽ làm em nó đàng hoàng, bền, mạnh, đi tour ok. Chiếc S155 này của mình á, thì đã làm rất là nhiều cấu hình rồi. Thì các bạn thấy á, từ xưa tới giờ á, mình sở hữu rất là nhiều dòng xe, trải nghiệm nhiều, và mình cũng sử dụng nhiều sản phẩm nữa. Dầu nhớ thì mình test rất là nhiều loại. Mình thì không có giống những bạn idol sau này. Những bạn idol sau này thì chỉ có nói thôi, còn làm thì ít lắm. Còn mình là làm thiệt, làm thật, bỏ tiền túi ra mình làm. Một chiếc xe mấy trăm triệu, 600-700 triệu mình còn dám test nhớt mà. Này đi buổi tối thì xe rất là đông, xe lớn nhiều.
Chiếc E65 của mình á, thật sự nói ra thì nó cũng không phải là chiếc xe gọi là mạnh nhất. Xe độ thì không có chiếc nào gọi là mạnh nhất hết các bạn. Chỉ quan trọng là các bạn cảm nhận như thế nào về em nó thôi. Ví dụ như là một bạn làm 65+4, cũng một người làm thôi, nhưng mà người khác á cũng làm 65+4, nhưng mà hai cái cấu hình đó khi mà đưa ra hai người chạy nó sẽ có cái cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Nói chung là xe độ thì không có chiếc nào nó giống chiếc nào luôn. Mình thì cảm thấy như vậy là rất ok rồi. Hôm nay đi thì mình cũng không có chạy quá nhanh đâu các bạn, chạy đều đều vừa vừa thôi, tầm khoảng 6 mấy độ lại thôi. Để là các bạn nói là thấy em Tuấn đi tour lúc nào cũng chạy giống như đi đua xe vậy đó. Hôm nay thì mình vẫn là đi solo, đi một mình nha, nhưng mà mình vẫn chạy là bình thường, chạy chậm chậm chơi thôi. Chạy chậm chậm chơi vậy thì nó mới có nhiều cái câu chuyện và những cái kỷ niệm để chia sẻ cho các bạn. Mình cảm thấy là tội và tiếc cho chiếc Winner, bởi vì cái thời điểm mà mình mua nó rất là khó khăn. Hai anh em từ Củ Chi phải đi xuống lặn lội xuống tới Bến Tre lùng kiếm mua, rồi trục trặc cái giấy tờ các kiểu, và phải đi vòng lên vòng xuống 2-3 chặng mới mua được chiếc xe, rất là vất vả. Mua thì cái lúc đó giá nó rất là mắc, 60 triệu. Như cái chiếc E155 này á, thì các bạn thấy là mình đi rất là nhiều rồi. Mình đi xe Jin, lúc còn xe Jin là mình đã đi Sapa quanh đầu trong vòng 7 ngày. Chỉ cần một chuyến tour vậy thôi là đã đủ vốn rồi. Rồi còn biết bao nhiêu chuyến tour đó, rồi đi cùng với vợ. Và đặc biệt là cái chiếc xe này vợ mình mua xong rồi chạy về. Lúc mà mua chiếc xe này thì mình đi chiếc CB1000 thì phải á. Mình hộ tống vợ mình chờ chạy chiếc xe này về. Và em nó cũng đã đi tour chung của mình rất là nhiều cái tour ý nghĩa cùng với nhiều người bạn. Hôm nay thì chắc các bạn cũng thắc mắc là tại sao mình đi có một mình, đúng không? Thật sự là có một vài bạn kêu là đi chung, nhưng mà mình quyết định là mình vẫn đi một mình thôi. Nói chung là mình đi cho nó tự do thoải mái. Bất công đi chung với mình đó, thì lúc mình chạy nhanh, lúc mình chạy chậm thì sẽ gây khó chịu cho các bạn đi chung. Tour nào mà mình đi chung thì mình sẽ đăng lên mình rủ, thì mình quyết định đi chung, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Và những bạn mà đi chung với mình đó thì cũng biết được là cái cách chạy của mình nó như thế nào. Thì tham gia thì mình đã chạy sẽ đúng cái nhịp điệu hơn. Đi xe nhỏ thì mình có thể là mình chạy chậm chậm từ từ chơi cho nó thoải mái. Còn đi xe lớn thì mình không thể chạy chậm ở trong làn xe máy như thế này được, nó rất là khó chịu. Tour nào mà tới ngay chỗ Trảng Bom này các bạn, qua cái cua này là mình cũng sẽ ghé cái cây Petrolimex này để đổ, mặc dù là cái thái độ nhân viên ở đây nó rất là lòi lõm. Ở đây thì có xăng 95 năm các bạn. Đây bên anh. Đây. Ừ đây. Mười.
3,5 lít, 90 ngàn. Đốt rừng đây ta. Đốt cỏ khô mà. Trời ơi, cháy à. Đổ xăng xong rồi xe chạy lướt ghê các bạn. Chắc hồi nãy các bạn cũng thấy là bữa nay mình gắn bình xăng nhôm đúng không? Thì cái bình xăng này nó được tới 9 lít lận các bạn. Bây giờ từ trạm bơm này ha, mình sẽ đi ra tới Phan Thiết luôn, mình mới đổ xăng lại. Thử coi là cái bình xăng nhôm này nó có thể chạy được khoảng 9 lít hay không nha. Cũng hơi mạo hiểm ha. Đi ban đêm nếu mà mình chơi thử thách vậy thì cũng hơi ớn ớn đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ ráng chạy cho tới khoảng cỡ 8 lít thử coi được không. Tại vì cái bình xăng mà mình sử dụng đi xuyên Việt với lại là những cái tour hôm rồi đó là một cái bình xăng sắt 7 lít. Thì cái bình xăng nó đúng 7 lít luôn các bạn. Còn cái bình này thì mình chưa có đổ thử là nó đúng được 9 lít hay không. Rồi 9 lít này có xài được đúng 9 lít không hay là nó chỉ có khoảng 8 lít thôi. Đổ xăng 95 năm vô là xe chạy bốc hẳn luôn các bạn, khác biệt hoàn toàn. Ở tiệm mình đó thì có cái xăng gần đổ được có 95,3 thôi. Mà cái xăng nó là xăng tư nhân nữa, thành ra đổ xăng xe chạy nó lì lắm. Hồi nãy là chạy cái máy nó không có êm giống vậy đâu. Bây giờ cái cảm giác là xe nó lướt. Mà đổ có 3,5 lít á, mà xe nó hòa xăng vô mà nó lướt vậy rồi. Nãy giờ là chạy xe nó chạy không nổi luôn bạn. Nó hơi ì ạch đó, nó khó chịu lắm. Mình chọn đi cái tour đêm như thế này để cho nó đỡ nóng. Cho ban ngày chạy nó nóng lắm các bạn. Với lại là công việc của mình thì hiện tại không có đi ban ngày được. Lâu lâu, à không phải là lâu lâu mà là dạo này thì bên cửa tiệm của mình cũng đã ổn định về cái mặt mà nhân sự. Thành ra là các bạn làm việc rất là ok. Bữa nay thì mình kiểm tra mình coi tiệm từ sáng cho tới chiều luôn, xong xuôi hết mọi việc rồi mình mới bàn giao cho mấy anh em ở lại tiệm để làm công việc. Các bạn cứ yên tâm đi, không có mình thì chất lượng dịch vụ nó vẫn y như vậy thôi. Ở tiệm mình thì có một anh thợ trưởng, thợ chính, thì ảnh sẽ quản lý về cái mặt kỹ thuật. Cũng như là sau khi mà làm xong á, anh sẽ kiểm tra lại. Và các bạn á, khi mà đi làm xe, bảo dưỡng xe hay là rửa xe đó, các bạn cũng đừng có ngần ngại. Đối với những cái tiệm khác á, thì không biết như thế nào. Nói chung là thường mà người ta làm xong á, mình kiểm tra rồi mình yêu cầu người ta xử lý lại chỗ này chỗ kia, thì có thể là người ta sẽ không có vừa lòng. Nhưng mà cửa tiệm của mình á, thì không có phải như vậy nha. Nếu như mà các bạn làm dịch vụ mà thấy chưa được vừa ý chỗ nào thì các bạn cứ yêu cầu các bạn nhân viên ở bên mình đó sẽ làm cho tới khi nào các bạn cảm thấy vừa ý thì thôi. Tất nhiên là cái yêu cầu nó phải đúng nha. Chứ còn ví dụ như mà yêu cầu vượt ngoài cái khả năng mà xử lý thì rất là khó. Ví dụ như á, cổ bô của các bạn nó bị cũ, bị xét hay là nó bị bung sơn hay gì đó, mà các bạn rửa xe xong rồi yêu cầu của bên mình là tháo ra sơn luôn cái bô mà không tính tiền đó, thì thật sự là làm khó cho bên mình. Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì cứ yêu cầu là mình sẽ trả phí và hỏi về cái mức giá thực hiện. Thì khi mà bên mình báo giá mà ok đó, thì các bạn làm thôi. Còn nếu như mà các bạn thấy giá nó không có vừa ý thì các bạn không làm thì chuyện bình thường. Nhưng mà trước khi mà làm cái gì thì bên mình sẽ báo giá rõ cho các bạn. Giờ thì mình đã qua tới ngã ba Dầu Giây rồi.
Không khí thì bây giờ nó khá là mát, thoáng. Chỉ có cái là mình chạy thêm khoảng cỡ 2 tiếng nữa thì nó sẽ buồn ngủ rồi. Nếu như mà mình đi sáng sớm tầm khoảng 3 giờ á, thì cái giai đoạn đó mà chạy tới sáng thì cũng không được bao nhiêu hết á, là trời nó đã bắt đầu nắng rồi. Bây giờ mình đi ban đêm thì tất nhiên là mình sẽ không có chạy nguyên một đêm rồi. Mình đi tầm khoảng cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ là mình vô mình ngủ. Mình có thể ngủ 2 tiếng đồng hồ, sau đó mình sẽ xuất phát tiếp. Đi ban đêm thì nó mát các bạn, chứ còn ban ngày bây giờ nó nóng tới gần 36, 37 độ, rất là gắt. Có nhiều ông lại nói là nắng vậy sao ông đừng đi, ông ở nhà đi, còn máy lạnh cho mát, đúng không? Thì tất nhiên là người ta thích đi, người ta thích thì người ta đi thôi. Nhưng mà ban ngày nắng thì vẫn phải than là chuyện bình thường rồi, đúng không? Hôm nay các bạn thì mình đã thay cái phần mà nó sẽ có cái hộp ha, thì nó sẽ có cái hộp để gắn cái yên xe lên. Thì đi bình xăng nhôm bỏ luôn cái phần hộp nhựa đó, gắn thẳng trực tiếp lên yên, gắn cái yên trực tiếp lên trên cái bình xăng nhôm luôn. Thì ngồi á, cái bình xăng nhôm á, nó sẽ không ở cái yên á, nó sẽ không có bị chao đảo nữa. Ví dụ như mình đi cái bình xăng zin á, thì cái yên á, nó sẽ có hai cái cục nhựa, thì hai cục nhựa nó làm rất là đầm, nó sẽ không có bị trong chênh. Khi mà thay qua cái bình 7 lít á, mặc dù vẫn chế cái hai cái cục nhựa để đỡ cái yên, nhưng mà nó vẫn bị hơi bị chao chao, và mình ngồi thì nó lúng lúng khó chịu lắm. Còn bây giờ thì êm lắm các bạn. Cái phần bình xăng nhôm mình khoái với cái chỗ là nó bự á, nguyên cái yên đè lên cái bình xăng, ngồi chạy rất là thoải mái. Nhưng mà nó hơi rim đít một tí xíu nha. Nếu mà chạy nhanh thì nó hơi rim á. Bình xăng nhôm thì ngoài cái vấn đề là được nhiều xăng hơn nè, thì cái nắp của nó các bạn thấy là mình mở rất là dễ. Còn cái nắp zin mình gắn cho cái bình 7 lít hôm rồi đó, trời ơi xay gần chết luôn, nó không có ra. Còn bình xăng nhôm á, mình dặn nghe nó êm tai lắm các bạn. Bình xăng này thì mình mua 2,5 triệu. Hiện tại thì trên thị trường có nhiều chỗ làm bình xăng lắm. Bên mình thì mua của Mạnh Đức, bình xăng nhôm Mạnh Đức, cũng ở Hóc Môn mình luôn, cách mình có đâu 3 cây thôi. Thấy cũng khá là uy tín. Có nhiều bạn thì nói bên đây làm bình xăng thì nó hơi mắc hơn cái bên gì mà phụng phụng gì đó, nhưng mà mình vẫn thích cái anh bên đây hơn, anh Mạnh Đức này hơn. Còn về giá cả, ví dụ như mà có rẻ hơn không bao nhiêu thì cũng không đáng kể đâu. Chủ yếu là mình thích ai thì mình mua của người đó thôi. Hồi nãy các bạn là công nhân á, người ta đi nguyên một đoàn luôn, nguyên một cái hàng mà đèn hậu á, nói thành một hàng nhìn đẹp lắm. Xuống tới đây đó, nói thành nguyên hàng. Không biết công ty nào mà bây giờ tăng ca mới ra các bạn. Ớn không? Làm việc cả ngày tới bây giờ là gần 10:30. Hoài các bạn, mà mình nghe nói cái gì mà cây xăng Hàm Tân á, mà mình chưa biết cái cây xăng Hàm Tân nó nằm ở đâu nha. Bữa nay mình đi, mình chạy, mình cố tình tìm thử coi cây xăng nó nằm ở chỗ nào. Nghe thấy cũng hot lắm các bạn. Bữa nay cuối tuần này không biết là có tiết mục gì thú vị ở đó không. Nếu mà đi Đà Lạt á, thì bây giờ á, mình sẽ, nếu mình đi quốc lộ 20 thì sẽ có rất là nhiều bạn mà cũng đi Đà Lạt vào cái khung giờ khoảng 10 giờ cho tới 12 giờ đêm. Tại vì nay á, đi ban ngày á, là chốt nhiều lắm bạn, thành ra là các bạn đã chuyển qua đi ban đêm rồi.
ban đêm thì lâu lâu là chạy quá cũng có chốt bắn xe máy luôn hay chứ. Nhưng mà nói dù sao thì ban đêm nó vẫn mát mẻ hơn. Đi đường đó các bạn nhìn thấy không, đường trống lóc à, chạy phe re. Ngoài cái vấn đề mà sợ buồn ngủ ra thì không có sợ cái gì hết. Xe mình nó thì bô không có cần phải đi mấy cái lon bô tăng mà to đùng mà nó la nó hét đó, mình đi bô zin móc thôi mà chạy tới đâu đó là các bạn mà đi xung quanh đường đó ai cũng dòm hết, ai cũng né né hết các bạn, nghe tiếng nó vang động ghê lắm. Chứ nó không phải là cái kiểu mà nó hét lên nó la làng la sớm, tại vì cái tiếng vô mà mình gắn vô tăng mà cái loại mà cục cục mà to to đó AHM á, mình nghe tiếng nó to rồi mình lúc mà mình kéo lên nghe nó ré rồi lên ghê lắm, nghe cảm giác như là ô xe mạnh. Chứ thật thử là xe nó yếu xèo à, chứ chỉ có la làng là giỏi à. Tại vì nếu như mà nói về cái mặt mà thiết kế vô á thì không phải là cái vô cái lon nó rộng nó to là tiếng nó lớn là xe nó sẽ mạnh đâu. Ví dụ như xe 200cc sẽ đi cái lon bô cái họng ra bao nhiêu. Ví dụ muốn là cái hậu nó dài mà nó không có bị đuối thì mình có thể là đi cái lon dài một chút. Đường kính nó tầm khoảng cỡ 35 cho tới 38mm. Và cũng tùy vào cái cấu hình đó. Nhưng mà từ 65 cho tới 68 thì đi cỡ đó là ok rồi. Nó ra cái cc thì cỡ khoảng 250cc cho tới 300, 290 mấy cc. Đi cái họng ra mà to nó giống như là kiểu từ 45 cho tới 50 hoặc là 48 á, mà đi cho 65 và 68 á, hoặc là 72 á, toàn là la làng không. Có nhiều hơi là tống ra hết rồi. Mình chạy giống như là mình bị cảm giác á, chạy giống như là to nghe nó nhanh nhưng mà thật sự không phải. Cái lon bô nó phải đều. Tiếng là phải là vừa vừa chút xíu chứ không phải là tiếng la quá thì sao mà chạy được. Đi cái tuyến quốc lộ 1A này ban đêm thì sẽ rất ít gặp những cái bạn mà đi tour. Ví dụ người ta không có lựa đi tour Phan Thiết hay là Nha Trang, mà thường các bạn sẽ lựa đi tour Đà Lạt. Tại vì lên Đà Lạt nó có nhiều chỗ tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi. Còn những cái điểm như là Phan Thiết hay là Nha Trang thì thường là sẽ đi ban ngày thôi. Nhất là đi Nha Trang thì các bạn thường là chọn đi ban ngày, hoặc là có thể kết hợp giữa tour Đà Lạt xong rồi đi qua Nha Trang, hoặc là Nha Trang qua Đà Lạt. Và lại càng ít những bạn mà đi từ Sài Gòn mà ra Đà Nẵng hoặc Huế. Tại vì cái cung này dài á, sắp xếp thời gian lịch trình nó cũng sẽ khó hơn. Mình thì các bạn thấy mình đó, một ngày đi có thể là chạy cả ngàn cây. Mình có thể là đi từ đêm nay này cho tới trưa ngày mai, hoặc là khoảng để coi 9 giờ đúng không? 9 giờ tối tới 9 giờ sáng tầm 12 tiếng. Là có thể là đi tầm khoảng cả 9 10 giờ sáng ngày mai là có mặt ở Huế rồi. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn nghỉ khoảng vài tiếng, hoặc là có thể ngủ cho tới khoảng 4 5 giờ sáng mình sẽ xuất phát tiếp. Chứ mình không có đi ban đêm, mình không có đi nguyên một đêm. Mặc dù là đi nguyên một đêm như vậy á, đường nó sẽ vắng, chạy đều ga nó sẽ nhanh. Ban ngày á, các bạn không thể nào mà giữ một cái mức ga như thế này mà chạy hoài trong một cái cung đường như vậy được. Bùng minh
Phan Thiết hả bạn? Lúc 23:36. Chạy tàn tàn chậm chậm thì cũng cỡ 2 tiếng rưỡi các bạn. Giờ chạy nhanh thì 2 tiếng, nói chung là chỉ nhanh hơn có nửa tiếng thôi. Và đi mô tô thì đi 2 tiếng, nhanh hơn được có 36 phút à. Nói chung thì chạy xe nhỏ đều đều ra thì nó cũng tương đối là nhanh, chứ lại đi bằng đêm ít xe nữa. Bình xăng của mình thì hiện tại là mình chạy được 124 cây rồi mà nó chưa có xuống một nấc các bạn. Cái bình xăng này á, nó mà xuống một nấc rồi á, thì những nấc còn lại nó cũng giống như là giấy vậy đó. Bây giờ mình mà gặp chai Petromet nào mình sẽ vô đổ trước khi mà nó hết một lóng, để kiểm tra thử coi là hết bao nhiêu xăng ha các bạn. À, mình không ngờ là bây giờ mình phải làm cái tour quanh đầu của bạn. Đi ra tới ngoài Phan Thiết xong rồi mới phát hiện là bỏ quên cái bóp. Cái lúc mà soạn đồ cái bỏ cái bóp đó rồi tính là nhét vô luôn cái rồi quên các bạn. Hên là mình chỉ mới ra tới Phan Thiết xong rồi cái dò lại cái thấy là cái bóp không có đem theo. Mà bây giờ chờ gửi cái bóp ra thì mất bà nó một ngày rồi. Thôi mình quanh đầu luôn chứ sao giờ. Bây giờ quanh đầu về tiệm, xong rồi mình sẽ đổi MT10 có app, có màn hình chi ghe để chạy test. Coi như là tour này hơi lạ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy về thôi. Chạy về thì chắc là mình sẽ không có quay rồi, tại vì đâu có gì đâu quay đúng không bạn. Đó, chạy tới 130 mấy cây số rồi mà nó vẫn chưa có báo hết xăng ha. Bây giờ đi qua khỏi Phan Thiết cũng xa xa rồi đó, nhưng mà thôi kệ, quanh đầu về cho nó ổn vậy thôi. Có giấy tờ rồi mình đi. Tại vì mình chưa có đồng bộ cái gì mà VNID gì đó. Nếu mà đồng bộ cấp 2 rồi đó, thì khỏi cần phải mang giấy tờ theo cũng được. Nhưng mà xui cái là mình chưa có đồng bộ. Đây, dòng xây Phan Thiết. Trời đất ơi, tôi thật là quá mệt mỏi. Các bạn đừng kêu sao mà giấy không đem ra ngoài bến xe gửi. Giấy tờ thì không có gửi là mày mạ được các bạn. Cũng không có ai để mà gửi ra giờ này hết á. Hoặc là sáng sớm thì cũng không ai gửi hết. Mà gửi thì cũng phải mất nửa buổi rồi. Thôi thì giờ mới có 12 rưỡi, 11 rưỡi chứ. Mình sẽ chạy về. Này giống như kiểu mà lấy lý do để chạy 2 chiếc một lượt trong một tour vậy các bạn. Tại vì vợ mình nói là ráng chạy đi, hết tour này về không cho đi nữa. Đó. Rồi bây giờ mình quanh đầu về mình lấy được chiếc kia, thế là mình đã test 2 kiểu luôn. Thật là dã man. 153 cây số các bạn thì nó bị hết một vạch ha. Mình chạy thì tốc độ trung bình từ khoảng 90 cho tới 101. Xe thì lâu lâu mà mình chạy tốc độ cao quá thì nó mới mở VVA. Hết một lóng rồi, không biết là 2, 4, 5 lóng còn lại thì không biết là chừng nào nó hết nữa. Mình sẽ đi thử coi là chừng nào mà nó còn 2 lóng cuối cùng nha các bạn.
200.000 8 lít. Tản bơm rồi hả các bạn. Bây giờ là 1:50. Về tới tiệm rồi ha các bạn. Kết thúc tour đi Huế. Này chắc là tour Phan Thiết quanh đầu quá các bạn. Ok.